Trưa ngày 27 tháng 5, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa do Trung tá, Tổ trưởng Lê Hữu Tuấn trực tiếp điều hành đang làm nhiệm vụ. Bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy chạy từ hướng Bắc Nam đã tông vào người Trung tá Phan Trần Anh Phương. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng nên cán bộ cảnh sát giao thông này đã tử vong vào chiều cùng ngày. Thanh niên gây ra tai nạn được xác định là Cao Nhật Trường, sinh năm 2002, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Người này bị gãy xương vai, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực Ninh Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, một người dân đã trích xuất camera hành trình tại thời điểm tai nạn. Clip này cho thấy xe máy đã tông trực diện vào Trung tá Phan Trần Anh Phương. Sau vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất với Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo tờ trình, Giám đốc Công an Khánh Hòa cho rằng, để kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trung tá Phan Trần Anh Phương. Trong dự thảo chính Quốc hội ngày 27 tháng 5, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra đề xuất bổ sung cơ chế bảo vệ lao động trong trường hợp người sử dụng không còn khả năng đóng như là phá sản, giải thể hay bỏ trốn. Theo đó, người lao động có thể nộp khoản bị doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện xác nhận hưởng hưu trí theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời xác nhận thời gian đã đóng nếu lao động có yêu cầu để làm căn cứ hưởng các chế độ, đóng đến đâu tính đến đó. Khi chủ sử dụng đóng bù thì lao động sẽ được xác nhận cộng thời gian này vào để tính lại. Trường hợp tính cả thời gian bị chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội mới đủ điều kiện hưởng hưu trí và các chế độ khác thì lao động có thể chọn nộp khoản bị chậm, bị trốn này vào quỹ hưu trí tử tuất để được xác nhận hưởng. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị Thủ tướng sớm chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát có chính sách giải quyết quyền lợi bị treo cho hơn 213.000 lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn. Theo thống kê đến hết năm 2022, tiền nợ tại các doanh nghiệp này là hơn 4.000 tỷ đồng và gần như không thể thu hồi. Người lao động hầu như ai cũng muốn về già có lương hưu, đảm bảo cuộc sống. Thế nhưng không ít người lao động cực chẳng đã phải rút bảo hiểm xã hội một lần vì muốn có một khoản tiền để giải quyết khó khăn trước mắt. Vì vậy, trong quá trình xây dựng chính sách về bảo hiểm xã hội một lần, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ cho người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, giảm thiểu nguy cơ rút bảo hiểm xã hội một lần. Doanh nghiệp ít việc, thu hẹp quy mô nên người lao động này rơi vào cảnh thất nghiệp. Đi tìm việc làm mới ở độ tuổi trung niên như chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị quyết định sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần để có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống. Tìm việc là khó lắm, tại vì người ta bây giờ chỉ chọn người trẻ thôi. Bây giờ như của bọn em bây giờ tuổi nó hơi có tuổi rồi, là người ta cũng không hay nhận, cũng muốn rút bảo hiểm xã hội một lần. Thì bây giờ em làm bảo hiểm thất nghiệp đã, xong rồi ví dụ như bảo hiểm xã hội cho em rút thì em rút. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn là lựa chọn của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc làm. Chỉ tính riêng trong tháng 4 năm 2024, có hơn 121.000 người rút, tăng gần 39% so với trung bình của cả quý 1 năm 2024. Vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tăng quyền lợi cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, đưa ra hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm số năm đóng từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu nhằm giữ chân người lao động ở lại hệ thống an sinh. Trong luật sửa bảo hiểm mà sửa đổi mới thì đã đưa ra là có phương án khác. Thì đấy để cho người dân có quyền là lựa chọn thì tôi cho đấy cũng là một cái hay, một cái nét mới. Thế nhưng mà tôi nghĩ đấy cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi. Chứ còn nếu như mà ta có đầy đủ đãi ngộ họ, lương mức để họ đủ ăn, họ chả cần rút ra làm gì cả. Nhưng mà vì thiếu họ phải rút ra. Thứ hai nữa là cố gắng tạo công ăn việc làm ra. Trong cái luật bảo hiểm tới thì cũng đã có sửa rút cái bảo hiểm thời gian ấy, đóng từ 20 xuống 15, thì tôi cho cái này rất cần cho rất nhiều người cho chung, bởi vì có những người họ đi làm muộn, đặc biệt đối với phụ nữ hay với đàn ông thế thôi, cho họ cảm thấy đóng 15 năm là nó là cái mức độ thời gian bị vừa phải, chứ nếu 20 năm thì quá lâu.
Tôi nghĩ rằng là chính sách thay đổi như thế thì nó sẽ tăng cái việc mà khuyến khích người ta đóng hơn, người ta nhìn thấy cái tương lai trước mắt nó không phải dài như thế nữa. Cứ quyền tăng quyền lợi cho người lao động thì là người ta sẽ tham gia nhiều hơn. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động khi về già mà không có tích lũy, không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế, tạo gánh nặng cho người thân và hệ thống an sinh. Theo thống kê, hiện còn khoảng 9 triệu người không có lương hưu và không được hưởng bất kỳ chính sách trợ cấp nào. Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở hầm Chí Thạnh gây gián đoạn đường sắt Bắc Nam, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã mời thêm nhà thầu thi công là tập đoàn Đèo Cả, đơn vị có kinh nghiệm thi công hầm cao tốc để hỗ trợ khắc phục sự cố. Theo đó, hầm đường sắt tiếp tục sạt lở hơn 200 mét khối vào sáng qua nên chưa thể dự kiến được thời gian khắc phục sự cố. Lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả cho biết đã huy động 10 thiết bị, trong đó có 1 máy khoan, 2 máy phun và 40 nhân sự đến công trình để khắc phục sự cố, bố trí một mũi thi công theo hướng Nam Bắc. Đây là các kỹ sư, công nhân dày dặn kinh nghiệm đang thi công ở dự án cao tốc Chí Thạnh, Vân Phong, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn. Đơn vị đặt mục tiêu đến 12 giờ ngày 30 tháng 5 sẽ thông hầm. 7 ngày trước, đường sắt Chí Thạnh dài 325 mét trong quá trình cải tạo, gai cố đã bị sạt lở hàng chục mét khối đất đá từ nắp xuống, bịt kín cửa hầm, làm tê liệt đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực này. Đây là công trình nằm trong 11 đường hầm sắt, nằm trong dự án cải tạo đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai với tổng kinh phí 7.000 tỷ đồng. Một xe tải chở mận mang biển kiểm soát Sơn La lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155. Bất ngờ xe mất lái và lao xuống vực, làm cho 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 28 tháng 5. Thời điểm trên, khi xe ô tô tải chở hàng mang biển kiểm soát 26C08554 lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sapa, hướng Sapa đi thành phố Lào Cai. Khi xe đi đến cầu bê tông, km 7 cộng 680, bất ngờ lao qua thành cầu rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, 3 người trên xe bị thương. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng, 3 người trên xe gồm Lường Văn Học sinh năm 1991, thường trú tại Bản He, xã Triển Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Lò Văn Thanh và một người tên Thịnh bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Thưa quý vị, trong số 18/19 trung tâm đăng kiểm với 146 đăng kiểm viên đang làm việc tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 42 đăng kiểm viên đang làm việc đã bị khởi tố, chiếm khoảng 40%. Nếu xét xử đồng thời các vụ án trong tháng 7, sẽ có 3 trung tâm phải dừng hoạt động do không đủ đăng kiểm viên. Trường hợp các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực, dự báo sẽ có từ 16 đến 19 trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động. Nguy cơ ùn tắc quá tải đăng kiểm rất khó có thể xảy ra. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC, một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đã lên phương án sẵn sàng cho kịch bản xấu. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5002S là một trong số 18 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động. Trung tâm này đang chạy cả 3 dây chuyền đăng kiểm với tổng số 14 kiểm định viên. Theo báo cáo từ hệ thống thông tin đăng kiểm, trong ngày 27 tháng 5, trung tâm tiếp nhận và xử lý 121 xe, trong khi nếu làm hết công suất có thể kiểm định tối đa 250 phương tiện trong một ngày. Tuy lượng xe ít so với công suất làm việc, nhưng tâm trạng các đăng kiểm viên phần nào bị áp lực vì không biết thời gian tới ra sao. Hiện tại giờ thì tinh thần anh em làm việc cũng tinh thần là cũng phập phồng, lo lắng. Trong thời gian tới không biết là các phương án xét xử anh em như thế nào, rồi có ảnh hưởng tới cái công việc chuyên môn hay không. Cũng có anh em nghỉ, nhưng mà mình cũng thời gian rồi cũng bổ sung được. Nói chung là cố gắng sức là sẽ duy trì hoạt động hai dây chuyền. Còn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc công ty cổ phần Phú An Viễn, sau khi bộ máy lãnh đạo bị bắt hồi cuối năm 2022,
nay được thay thế, toàn bộ nhân viên mới gồm 8 đăng kiểm viên và 2 thực tập viên với 2 dây chuyền có thể giải phóng 160 phương tiện trong một ngày, đặc biệt và duy nhất ở đây cải tạo xe pick up bán tải. Nhận xét thế nào về cái khâu đăng kiểm lần này? Kiểm là ok, ổn định. Xe này bao lâu mới đăng kiểm lần, 1 năm hay là 6 năm? 1 năm đăng kiểm lần. À, năm trước đăng kiểm ở đâu? Năm trước đăng kiểm này luôn, hôm nay đăng kiểm này. Dự đoán là tháng 7 này thì nó có khả năng nó áp lực. Tụi em vẫn đáp ứng được, có thể nếu nhiều thì tụi em có thể tăng ca là làm thêm. Đó, thì có thể công suất nếu tụi em có tăng lên khoảng 180 xe một ngày cũng có thể được, cũng đáp ứng được. Cho làm thêm giờ và làm sớm hơn. Hoặc có thể làm luôn ngày thứ 7. Bên cạnh sự chuẩn bị các phương án tăng ca, tăng kíp, làm cả thứ 7, chủ nhật, các trung tâm đăng kiểm cho rằng để giảm áp lực, người dân cần đăng kiểm trước, đặt hẹn qua ứng dụng, thậm chí nên tính toán phương án đưa xe sang các tỉnh lân cận để đăng kiểm.